Lá bếp. Đầu năm 1977, tôi được ăn lá bếp lần đầu tiên trong đời tại Bung Giang Xôn, xã Đông Giang, nằm phía đông thượng nguồn sông La Ngà, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận. Suốt mấy năm sau đó, lá bếp trở thành món ăn thường xuyên của tôi và đồng bọn. Bung Giang Xôn là một trong 14 buôn đồng bào dân tộc Kho, 13 buôn và RAI 1 buôn thuộc xã Đông Giang lúc đó chưa tách ra thành lập thêm xã Đông Tiến. Đây là chưa bao gồm một buôn lẻ của người Kho hết sức đặc biệt, ở cách khá xa 14 buôn nói trên, nằm giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Bởi vì, trong buôn này, hầu như có mặt đủ người của 14 buôn chính kia, cho nên không thể đặt một tên riêng nào cho phù hợp. Hơn nữa, buôn này cũng không được chính quyền thừa nhận. Gia đình không có hộ khẩu, nên hầu như không được hưởng trợ cấp của nhà nước, như các gia đình ở 14 buôn kia. Trẻ em cũng không được đến trường. Vì vậy, tên gọi của buôn đặc biệt này, lúc đầu là để phân biệt với 14 buôn kia, nhưng lâu dần thành quen trên cửa miệng của mọi người dân ở đây, nên đã thành tên chính thức. Thời gian đầu, khi mới lên núi, tôi cũng không hề biết có một buôn đặc biệt như vậy. Có đôi khi, buổi tối, tôi leo lên sàn nhà một gia đình người Kho, ngồi bên bếp lửa trò chuyện cùng mọi người mà tôi đều quen biết và nhớ hết cả tên từng người. Gặp dịp chủ nhà đãi rượu cần lâu năm, thưởng thức thịt gà rừng nướng với muối hột, cắn trái ớt hiểm nhỏ bằng hột gạo cay thơm và ăn canh lá bếp nấu trong ống tre tươi. Vài ngày sau, tôi trở lại, thấy vắng một thành viên trong gia đình. Tôi hỏi thì được trả lời rằng, người đó đã lên rừng cất chòi ở riêng rồi. Tôi vô tình không nghĩ sâu xa gì. Sau này, tôi mới biết rõ sự thật. Thời điểm những năm 1977-1985, vùng núi Đông Giang còn hoang sơ. Đường giao thông lên xuống thị trấn trung tâm huyện dài 40 km, chỉ là đường cho xe bè xe kéo, chở gỗ đi. Nhóm chúng tôi, thỉnh thoảng quá giang được xe bè là sướng, còn lại phải đành đi, bò, leo lên non mà thôi. Do vậy, nguồn lương thực thực phẩm của chúng tôi chỉ dựa vào bà con dân tộc ở đây cung cấp để sống là chính. Tôi còn nhớ, có một lần, một nhóm người Kho mang nặng gùi trên lưng, trên đường đi ngang qua buôn chúng tôi đang ở để xuống thị trấn huyện Lỵ trao đổi nhu yếu phẩm. Lúc đó người Kho chưa biết mua bán, chỉ biết đổi chác mà thôi, đã ghé vào nhà tập thể để nghỉ và xin nước uống. Họ lấy từ gùi ra nào là măng tươi, trứng gà, chuối, đu đủ, để cho chúng tôi. Họ uống nước xong rồi đi ngay. Khi họ đi rồi, tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Vì một lẽ khó hình dung là hầu hết đàn ông, đàn bà trong nhóm người này, trên cơ thể họ đều có dấu vết của một căn bệnh mà bất cứ ai khi nghe nói đến đều e ngại. Tôi nói với anh em giáo viên trong nhà tập thể, nếu mọi người ngại thì đem tất cả những thứ của họ cho mình ra phơi nắng, rồi cứ ăn thoải mái, không có gì phải sợ cả. Vi khuẩn Hansen gây bệnh phong phùi chỉ lây qua máu thôi. Còn nếu chẳng may bị lây thì còn có khả năng trở thành nhà thơ như Hàn Mạc Tử nữa. Bắt đầu từ hôm đó, tôi mới biết đến cái buôn đặc biệt kia. Tên buôn được mọi người gọi thành quen là buôn Cùi. Nhóm người trên đây, sau này, khi đi ngang qua nhà, vẫn ghé vào nhà chúng tôi nghỉ và uống nước trà. Nhờ vậy, tôi đã biết thêm, một thành viên trong gia đình mà tôi ghé chơi trước đó, đã ra rừng ở riêng, chính là đi lên gia nhập vào cộng đồng cùng bị mắc chung một căn bệnh kia. Sau này, trong những năm 90 thế kỷ 20, y tế nhà nước đã lên tận nơi chữa trị cho các bệnh nhân ở buôn Cùi. Và từ đó, cái buôn đặc biệt này đã được giải tán. Những người ở đây đã hết bệnh và trở về sống hòa nhập với cộng đồng 14 buôn của vùng rừng núi này. Quay trở lại chuyện lá bếp. Hôm qua, có đứa em già tuổi, đang sống cùng gia đình ở Đông Giang ghé nhà thăm tôi. Chú em già đem cho tôi một bịch lá cây non màu nâu lợp, mặt lá bóng mỡ. Chú em nói, vợ em gửi cho anh nắm lá bếp. Tôi mừng lắm. Cảm ơn chú em. Chiều nay, có món canh lá bếp nấu với thịt băm tuyệt phú mèo rồi. Trong những ngày sống tuổi dư thừa này, tôi thường nhận được những niềm vui nho nhỏ nhưng thiệt là ấm áp. Vì thỉnh thoảng, tôi lại có quà từ núi rừng mà tôi ưa thích. Tuy giá trị vật chất thì nhỏ, nhưng nó lại rất quý đối với riêng tôi. Có khi thì đứa học trò ngày xưa sai con từ núi xuống gửi cho thầy gói ớt hiểm mới hái từ trên rẫy. Khi thì đứa em gái tinh thần của tôi trong buổi đầu xây dựng thủy điện Đa Mi Hàm Thuận, gửi xe đò Bảo Lộc Phan Thiết xuống cho ông anh trái sầu riêng đầu mùa. Em mới hái trong vườn nhà. Đến gần Tết, năm nào tôi cũng nhận được nhiều măng khô từ núi rừng Đông Giang, La Dạ, Đông Tiến, Đa Mi. Và như hôm qua, tôi lại nhận được thứ mà tôi quen thuộc và yêu quý một thời. Tôi gọi tất cả những thứ này bằng cái tên chung là lá bếp. Đó chính là cái tình, cái nghĩa, tuy đơn sơ mà thấm đậm, là một cái gì hết sức mộc mạc được sản sinh từ rừng núi, nảy nở tự nhiên, có hương vị đậm đà, dẻo thơm, ngọt bùi, lại còn có khả năng giúp ta vượt qua cơn đói bụng, bản năng và cơn đói của lòng người. Nhiều người biết, trong những năm đầu thập niên 60, có một tiểu đoàn bộ đội hoạt động tại vùng rừng núi này, thuộc khu 6, gồm các tỉnh Nam Tây Nguyên, khi bị các nguồn lương thực đã sống và chiến đấu liên tục trong 6 tháng bằng cách ăn lá bếp thay gạo, bắp, mì.
Cảm ơn các em, các cháu vẫn nhớ, vẫn giữ gìn nghĩa tình và đem gửi đến tôi, làm cho con tim già của tôi thêm ấm áp. Lá phép hôm năm.